Thì đầu video Ngân cũng xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Ngân Nguyễn TV của Ngân. Thì chợ ở quê thì muốn mua đồ ăn ngon thì phải dậy sớm cả nhà. Bây giờ mới có 5 giờ rưỡi sáng thôi. Mới tò mò à. Nghe gà gáy rồi tiếng gì đó. Ghe rồi tiếng phát loa đủ kiểu hết đó cả nhà. Thì ngày hôm qua có một chị đó cũng thương nhắc nhở Ngân là đi chợ cẩn thận đi em ơi. Thì bây giờ Ngân cũng rất là cảm ơn chị luôn. Bây giờ Ngân sẽ chuẩn bị hai cái khẩu trang luôn cả nhà, hai cái khẩu trang rồi thêm một cái chai cồn sát khuẩn để mình rửa tay đi chợ. Bây giờ đi chợ mình phải cẩn thận hơn cả nhà ơi, đừng có y ha. Mới buổi sáng rất là mát mẻ luôn á, mấy bữa nay ông trời không khí cũng sao đó cũng mát nữa, tại vì có mưa đó. Rồi buổi tối ngủ cảm thấy lạnh lắm, rất là lạnh luôn. Sáng dậy tinh thần mình cũng thoải mái sảng khoái nữa, nghe tiếng chim hót líu lo rồi tiếng gà gáy đủ kiểu hết cả nhà ơi. Thôi bây giờ Ngân sẽ đi chợ, để hơi trễ thì sẽ không còn đồ ăn nữa cả nhà. Chợ quê vậy đó, gió mát quá mắt lạnh luôn á cả nhà ơi. Ngân chuẩn bị đi chợ nhưng mà Ngân thấy con cóc nó vô nhà dễ thương quá nè. Đây nè, cóc nhỏ xíu à, chắc là hôm nay trời mưa nữa nó vô nhà nè cả nhà. Rồi nó chạy đi rồi, thấy Ngân quay phim nó chạy đi rồi. Dễ thương ha. Chị ơi, bữa nay có gà ngon không? Gà bao lưới á. Gà lưới hả? Dạ. Cũng nhỏ chứ không bự. Nhỏ. Em mua con chừng 7 ký 8 em cho mẹ em lựa con nào ngon ngon. Hả? Phải biết vậy chị kêu nó đâu ba, em không hiểu em đâu. À vậy hả? Chị cứ đúng không ạ? Còn gà ai chị nhỏ không bự. À vậy vậy bữa khác ha. À nay nhiêu ký chị? 80 hả? Rồi gà. À vậy đó, mở hàng luôn đi. Con ký 750 chứ ký 8 được không? Dạ. Rồi. Nhưng mà lựa con nào mập thiệt là mập cho em nha. em mua được ấy em cho á. Đang mua cách ra vậy phơi khô. Làm khô ăn cả nhà ơi. Này mua khúc giữa, người ta mua khúc nào người ta cũng bán, mua đầu cũng bán luôn, có đuôi mua gì cũng bán, cắt riêng á. Mình thích ăn cái gì ăn? Ớt. Ớt này nhiêu ký chứ? 45.000. 45.000 ký. Bữa nào mua ớt về ăn nướng. À, Ngân sẽ mua cá vậy nè, Ngân mua khúc giữa, cá mới cắt ra luôn nha cả nhà, cá tươi còn sống luôn á nha. 74.000. Dạ, mình mua khúc giữa là nhiêu ký? 38.000. Lấy cho con thêm khúc nữa đi. Dạ. Lấy hai khúc đi. Này kiếm mua tép bạc, bị thất nghiệp mà cả nhà ơi, không có tép bạc. Cái tép này nó hơi nhỏ ha. 12 ký vậy đó. Nhỏ quá ta. Bạc xong rồi nó vậy đó. Xong nó không có như đồ. Vậy lấy cho em 300 gram đi. Hơi nhỏ không có được ấy, mua đỡ đi cả nhà. Gian hàng mình đây có cá điêu hồng nè cả nhà. Cá điêu hồng đây nhiêu ký chị? 45.000 ký hả? Bắt cho em hai con bự nhất, lựa con còn sống nha. 45.000 ký cả nhà, giá cũng được nè. Đó, lựa con đó cho em đi, con đó ngon á, bự bự cho em nha. 90.000 à, bằng không khỏi à? Bằng giùm em. Một mâm cá trê, cá lóc, cá chạch. Còn cá chạch nó bự nè cả nhà. À, ở nhà Dũng nè, cái đỏ đỏ đó con. Cái này cá chạch gì mà nó bự vậy anh? Chạch quế. Chạch lấu là chạch gì nữa? Lấu khác rồi, chạch lấu dài hơn. Dài hơn, rồi chạch quế nó cục hơn. Rồi à... Người kêu chạch quế, người kêu chạch bùng. À, chạch bùng hả? Chạch bùng. Bùng hả? Còn con gì nó sọc sọc nữa, có chạch sọc sọc nữa. Con là chạch quế nè, con chạch lấu. Chạch lấu. À. Lấu dài hơn. Dài hơn mà có sọc. Ừ. Mau con nè, con mau.
rau nè. Đồ đạc đủ phủ luôn cả nhà. Nè con, nhanh đi. Có bánh bao ngon quá ta. Đây là có cơm, một măng, hai con gà. Anh mua hai con gà, gà bô lưới. Gà bô lưới này là hôm nay giá cũng cũng không có mắc. Bữa nay là 8.000 ký. Con mua hai con rồi cho bà nội xuống con, cho cái xuống con rồi ít con khô luồn đù. Rồi hai thứ cá tra chút xíu con sẽ làm khô một nắng. Rồi hai con cá dương hồng. Rồi dài chứ. Đậu. Rồi tép bạc. Tép tép bạc xong á cả nhà. Để ở đây để thôi nó nhũ nhũ nó dơ. Bây giờ nó sẽ đi rửa. Thì để làm cái món khô một nắng này mọi người, thì mình sử dụng cái gì cũng được, mình thích cái gì thì mình làm thôi. Ở đây thì Ngân hồi sáng Ngân mua cá tra đó, thì trong đây là 2,5 kg cá tra. Ngân cạo rửa sạch sẽ rồi Ngân cũng lạng phi lê ra luôn luôn mọi người. Rồi bây giờ mình ướp thôi. Giờ thì Ngân chuẩn bị một ít tỏi ớt, mình đâm ra nhà để mình lấy cái mùi thơm đó mọi người. Ớt thì Ngân cũng sử dụng ít thôi à, chứ không có sử dụng nhiều sợ bị cay. Rồi thì mình sẽ ướp muối vô. Ở đây Ngân cũng ướp nhắm chừng thôi nha mọi người. Thì ai thích ăn mặn ăn lạt như thế nào thì hồi mình nêm nếm lại nha. Muối, một muỗng muối đi, một muỗng dung luôn á. Thì Ngân sẽ ướp hạt nêm để cho mình ăn cái con khô nó sẽ có cái hậu hơi ngọt ngọt á. Rồi nước mắm. Ngân ướp chừng một muỗng nước mắm thôi mọi người. Chủ yếu là mình ướp muối á. Ướp khô là mình ướp muối á. Nước mắm thì mình ướp vừa phải vậy đó, để cho nó có cái hậu ngọt thôi. Thì Ngân cũng sợ là khi mình chiên thì nó dẻo, nó không có giòn á. Rồi bột ngọt. Và Ngân sẽ không có nêm đường. Giờ mình test cái hỗn hợp hồi nãy mình làm á. Xoa đều đó. Đi con chó này quá ta. Mẹ. Qua đây có ổn không? Chắc phải kê cái ghế lên rồi. Mày mà tha hết như đây là tao lại mày luôn á nha. Ê, đi. Kino, mày đi chỗ khác giùm tao nha. Không kể tao đi chợ tao mua gì tao làm cực lắm nha mày. Chợ về lặn cá, mần cá, ướp cá rồi. Mày ăn trước tao là mày hay rồi đó. Vậy cho nó chắc cú. Vậy chắc cú không trời. Nó trồng hai cái này lên mới được. Nó mà hất cái lồng này xuống nó cũng hay lắm luôn á. Ôi trời ơi mẹ. Trời ơi. Khôn hết sức rồi. Cái lồng bự để dưới. Cái lồng nhỏ để trên. Cái gì thông minh dữ vậy trời. Rồi vậy nó mới chuẩn nè. Thiệt tình. Có vậy thôi cũng biết nữa. Ăn ngoài ăn với con nữa. Ngồi thêm. Ngoài ngoài mới ăn nè. Mới ăn dội rồi. Ngân xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay xuống nhà nạ hành quên. Xuống nhà ngoại thấy rau, mà xuống nhà ngoại xin rau. Cái thấy ngoại ăn bánh tráng cuốn với tép rồi thịt ram, rau sống nữa, ngon quá ăn ké mọi người ơi. Quá chừng ngon luôn, chạy lọc sọc từ nãy giờ đói. Bây giờ sáng ăn sáng rồi, nhưng mà con chạy tới chạy lui á, cái giờ đói nữa. Thấy này thèm quá mọi người ơi. Nhưng mà mọi người ăn với Ngân nha. Ông ngoại bà ngoại ăn rồi, cô Út cũng ăn rồi luôn. Bây giờ Ngân sẽ ăn một miếng xong mình đi mới có sức đi hái rau mọi người ơi. Không có sức. Con ăn tôm không? Dạ, con ăn nước mắm cũng được. Ăn tôm. Ăn gì để vô. Không mời mọi người nha. Ủa quên đó chứ. Trời ơi. Khủng ghê, cũng bún rồi xong cũng ấy nữa hết nữa chứ. Lo nói chuyện mà quên rồi ăn bún không có nghĩa lý gì đâu. Hết rồi nhắc. Dạ. Tép. Rồi rau sống đó. Tép mồng sen. Ai ở quê Ngân thì biết con tép này nha, tép mồng sen. Tép thiên nhiên á mọi người. Nhưng mà ăn thì nó rẻ cũng được, ăn cũng được nhưng mà nó không bằng con tép bạc. Tép bạc thì nó mắc hơn. Ôi ngoại mới ăn mới rồi ăn ké mọi người ơi, đói quá rồi. Giờ đụng đâu ăn đó nè.
ăn đụng. Ăn kiểu là đụng loan đó. Ngày cái gì nữa? Quên gà. Quên rau thơm. Rồi. Ơi. Trời ơi. Đói quá. Trời. Để vậy. Hay. Đó. Hay vậy mới hợp lý. Đó, mình muốn quá. Ăn muốn ăn tương thì quậy tương vô. Ừ. Thôi. Vậy á. Đói quá đang mắt sáng rực. Không kịp làm gì cho. Ăn vậy chứ mà. Ngon. Nóng ngon. Con ké mà ngon mọi người. Ngon mà mọi người ăn của cú nhân nha. Cú. Sập ruột. Quá trời ngon luôn rồi. Tới ngon luôn. Ăn bây giờ cú. Hến tươi nước mặt gì đó. Chú ngoại xin mấy lá ủ qua về chấm ngứt cá kho lẹ. Ông ngoại đi chỗ bữa hổm đó. Còn hả? Ngay nó lên nhau. Còn có ăn một ngót đây nè. Tráng này bánh tráng Tài Vinh đó ngoại. Ở quê Ngân mà nói đi vô chợ mua bánh tráng Tài Vinh là biết cái loại bánh tráng này nó dẻo ngon lắm, không cần nhúng nước luôn. Bóc luôn đi cả nhà. Ăn vậy cho nó sang. Đầu thơm bún. Dạ. Làm thêm bây vài con hến. Ăn đi. Hến này ngoại mới vớt luôn. Ngọt ngất. Tươi rói luôn. Tép này ngoài rang. Thịt thì ram. Thịt đùi nữa ngoài. Đùi. Bỏ bít nẹt lấy miếng mỡ cho nó béo. Mỡ béo ha. Đó, bên đó nè. Cố ăn thêm. Thôi ăn gọn má. Mày mới ăn đi. Mới ăn đi. Không mình ăn cũng buồn ha. Ăn xong cuốn rồi, cuốn rồi đi hết rồi. Ăn cái Ông xã mua tới em thấy ông mua ui. Thì con da con nhỏ mà đại nó cái gì đem vừa đập cũng được. Còn ba cái nguồn ngót á. Con chặt con bẻ gì đó, cái ngon đó đem vừa đập. Ngon. Thịt ra mà tép với lại hến mình cuốn chung. Ngon. Quên con hay ăn vậy mà. Vậy mình ở quê rồi mình ăn vậy đó. Ngon. Mà nó cay bùn ngó. Tốt. Ngon nhất rồi mọi người. Này mình phải ăn gì nè. Cho nó lên từ khác với do là cũng có mưa xuống nữa nó tốt. Hái về để nấu canh ha. Cay bùn ngó mà non gì mình nấu canh ăn ngon á. Mát nữa. Đi xin rau mà xách một cái vỏ bao gì đó mọi người. Con thấy rau là ngon ham lắm. Mình có rau vườn ăn mình khỏi đi mua. Ý là mình đi vô chợ mình mua ít đồ ăn về rồi chứ mình ra đi. Ra ngoài vườn mình hái còn không có cái mình xuống ngoại mình xin vậy đó. Cái rau mình cũng ít mua đó. Bứt nguyên dây luôn hả ngoại? Vì mình cắt vậy cái ấn đâm từ khác chứ không có sao hết à. Tại ngoại không có ăn trái với lại để nè nó bu mấy cây bưởi mấy cây bưởi nó không có tốt. Bút mấy cái này cắt qua này cái bưởi xanh đấy à. Trên mẹ con á hổm thấy cái bụi môn với cái bụi đông bông ngứa gần hẳn vậy lần ở gần sao không theo mẹ con quấn ba cái khu cửa đồng riêng hả? Không quấn cái bỏ ba bông cái ăn cái mông ngứa cái mông ngọt á. Dễ bị lầm lắm đó, mọi người. Đang lạng quạng mình ăn cuốn cộng mông ngứa là khỏi nói chuyện luôn á. Con kêu nó tăng cái cổ họng mình giống như là bị trúng độc con bị lần rồi
Trời ơi. Bên đây nữa. Trời ơi, nhiều quá ăn không hết, ngoài để dành đi. Để con bứng ở quên á, con để con cắt ra mấy chỗ cây bưởi đi để nó buông cây bưởi. Uổng quá trời tay. Giờ không ăn á thì ngoại cũng vứt bỏ à. Mà ăn thì không hết. Này có mấy cọng rau dịu nè. Rau dịu nè mọi người, nó canh lộn với rau dền, rồi mồng tơi rồi bột ngót nữa, nó rau tạp tàng á. Ăn mát lắm. Nấu chung với lá ủ qua, nấu canh hến ăn đi. Khỏi chỗ chê luôn. Gió mát. Thôi, tại chi cái ông lùa một cái ngọn gió. Trời ơi, sung sướng. Đã. Hên quá, bữa nay ông trời ông thương con phơi khô. Phơi khô cái ống nắng vậy nè. Tách ra. Dạ. Rồi vậy được rồi, đủ rồi ngoại. Nguyên một đám rau dền. Ấy cái nón lá. Ơi. Đâu có, con đâu có hái đủ rồi. Hả, con hái đống mùa ngót rồi, hay con quay thôi. Quay cho cô chú anh chị xem cho vui vậy. Nè rau dền mọi người. Tháng 10 nó lên, nó rụng hộp nó lên. Thôi mình cắt, mình ăn, cắt ăn lên hoài vậy. Có trồng riết gì đâu. Nó vậy. Rồi, ở đây nè. Rau dền dền con nè cả nhà. Đây. Con sẽ quay cho cả nhà xem nha. Quá trớn luôn. Nè. Mọc vòng vòng mua bưởi á. Trời ăn không hết, nó lấy đâu ra chợ mua trời. Thiệt luôn á. Hả? Ăn cái dứa. Chút bông xoài ăn mẹ. Bông xoài ăn cái hoa lạc thôi, ăn nước mắm với cá chiên cũng ngon. Cá hắc bát. Ướp gì trong đây ạ? Cá mè à, chả cá mè mọi người, cá mè nạo, cá mè dinh á. Mình nạo ra rồi lấy cái thịt nạc nó dai với cái hắc lát thì ngon. Ướp gì mẹ? Tiêu, ớt, hành với gia vị à, đường, ngọt, muối gì hả? Mắm. Cái hoa lạc thì mình khơi đơn giản thôi. Mình phi hành tỏi cho nó thơm vàng. Rồi mình chế nước vô. Nên mẹ đang làm, không có làm cái món này. Khoi theo kiểu miền Tây ăn á mọi người. Khoi lạc thì không có để nước màu phải không mẹ? Khi nào mà khoi mặn á, kho mặn thì để nước màu nhạt, còn kho tiêu, kho khô quéo thì nước màu nó đậm hơn xíu. Xíu bột ngọt, hạt nêm, đường, muối, nửa giá nước mắm á cả nhà. Nước sôi cái mình thả cá vô vậy nè. Vậy là khi mà cá nó chín thì mình lấy ra mình ăn thôi. Khuyến mãi thêm vài con tép nữa cả nhà. Cá chín thì mình để một ít hành lá vô cho nó ngọt, nó thơm. Cơm canh Ngân đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngân mời tất cả cô chú anh chị và các bạn ăn cơm với Ngân nha. Đây là cá chiên, cá dứa chiên, rồi canh ớ gì vậy, canh bột ngót ở đây, rồi đây là chả cá kho lạc. Bây giờ mình ăn thôi. Để vô ít xoài, vô cá kho lạc thì mình dầm mình ăn. Với nãy cái rau nãy Ngân hái rau của lá qua mọi người ăn. Đợi nhanh trời chuyển mưa nữa. Ngân nghĩ là chắc ăn không được lâu quá mà không bà. Có giờ ngon á, vừa ăn mà ngon. Quên thấy mấy cái thể mày nó thấy hả? Nó đó ăn đi cho mày nguyên một cái ăn mới đã. Dạ, cắt rồi ăn ngon, tại ớt nhỏ. Măng là mọi người, vài bữa nữa thì Ngân sẽ quay lại cho cô chú anh chị xem. Còn cá này phơi được nửa nắng rồi. Mà để Ngân ăn thử coi sao. Ngon. Ngon ngon. Vừa ăn. Nó ướp vậy ngon mà. Ngon quá. Cái này phơi thêm một nắng nữa là hai nắng mới được. Là vừa ăn. Mình nói một nắng nhưng mà thật sự cái nắng là yếu quá. Cắt ra nãy phơi khô cắt vô miếng.
ngoài đi lấy đồ mua. Chấm cái nước cá kho lạc này ăn ngon lắm. Nó không biết là ở chỗ cô chú anh chị mình có ăn kiểu như vậy không, nhưng mà ở quê Ngân thì nói món này ai cũng biết hết trơn mọi người. Mình liêm nó đậm đà hơn canh xíu, nó mặn mặn á. Chấm rau ăn. Mua vinh cà phê vô. Người chạy lấy đồ, người đi chơi kinh kho không? Trời đất ơi. Bay nay đi ông ơi, cho con ăn cơm xong rồi nè. Con làm ly cà phê sữa. Hồi sáng giờ thèm một ly cà phê sữa mà có thời gian đâu ngồi uống mọi người. Giờ ngồi ăn cơm uống luôn. Chạy sọc tới sọc lui. Thèm muốn chết luôn. Cà phê Trung Nguyên. Cái dưới này nè. Kho mặn giống vậy ăn cũng ngon nữa mọi người. Tại vì Ngân chiên giòn lên vậy là đặng hồi cho bé Thu nó ăn cơm luôn, mình xé gỡ xương ra cho nó ăn. Kho mặn thì nó không ăn, nó kiểu nó không quen á mọi người. Nó giòn. Nó hôm qua này ăn mát á. Ai ăn sống được thì tốt. Nó canh ăn cũng tốt. Cái rau gì mà ăn có hậu đắng nhẫn nhẫn ăn tốt. Cái này cũng đắng. Nhẫn nhẫn mình luộc ăn nhẫn qua cái bông lửa. Mà nó canh thì không nhẫn nè. Có chua không nhẫn, ngộ. Nhưng đang ngồi ăn đây nè. Đây nè. Đó. Cái mâm cơm còn nguyên luôn nè. Đây nè. Nhưng mà hên ở đây là nó có cái máy nhà thì mua nhỏ không sao nha. Nhưng mà bây giờ Ngân cũng dọn luôn, chuẩn bị mưa lớn rồi mọi người ơi, thấy đen thui tù lùi luôn. Rồi Ngân bye bye cô chú anh chị và các bạn, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Ngân nha. Vô rồi. Rồi nó về nè con. Dạ dạ. Con làm gì con xếp lọc nước chi vậy con? Lầy một hồi lầy cho con Ngọc. Cái đầu cổ của nó cái như bà điên vậy. Không biết. Cái đó. Phải chừng trơn nha con, đi vô. Hỏi thì con ơi đừng mấy bịch á, vô.